tháng bạn nữ ấy là lớn hơn em 2 tuổi. Là gia đình bạn nữ là mong là cưới hỏi là em ra mắt bên nhà nữ rồi. Rồi tối hôm đó thì em mời bạn nữ vào ra mắt cha mẹ em. Mẹ em thì đồng ý ấy, nhưng mà ba em thì chưa đồng ý. Làm công việc gì? Dạ, công việc của em là đầu bếp ạ. Đầu bếp? Dạ. À, em là bếp chính hay bếp phụ? Dạ, em làm bếp chính. Bếp chính luôn, nấu được những món gì? Dạ, em chủ yếu là bán về điểm tâm sáng với cơm trưa văn phòng. À, vậy là không có sợ đói rồi nha cưng. Nắm bắt cơ hội này liền. Dạ. Rồi, em tên gì, ở đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Hoài Hưng, năm nay là 29 tuổi. 29 tuổi. Quê thì ở Đắk Lắk. Và giờ đang làm việc tại Bình Dương. Mình đang làm công việc gì em? Dạ, em là nhân viên in chữ của công ty Đài Loan. In chữ Úc Vít. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em ấy là không có biết nhậu, nấu ăn cũng khá là khổ. Mẹ em là một đầu bếp. Ồ, trùng hợp quá, hai mẹ con ha. Mẹ chồng nàng dâu ai cũng nấu ăn ngon hết. Dạ. Em thì không la cà đi đó, làm việc thì rất là chăm chú tâm vào công việc của mình làm. Còn những điểm yếu thì chỉ có cái là mình đang không hút thuốc. Có hút thuốc? Dạ. Anh ơi, anh em không thích người hút thuốc, anh có thể bỏ được không ạ? Anh đang giảm dần rồi. À. Giảm dần thôi chứ bỏ cũng khó lắm. Nhưng mà nếu mà em làm anh ấy bỏ được là em hay. Vâng, vậy em sẽ cố gắng làm anh bỏ được thuốc nhá. Cảm ơn em trước ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em biết em là một người tự lập. Em biết sắp xếp công việc. Rồi cũng vui vẻ, hòa đồng, nấu ăn ngon. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là em cũng hay quên. Em có cái sở thích gì đặc biệt không? Em thích ngửi mùi xăng. Gì? Em thích ngửi mùi xăng xe máy. Em cũng có. Em cũng vậy. Dạ. Thích ngửi mùi xăng. Thích mà cũng quái lạ mà cũng giống nhau nữa. Thôi tình trường thì sao? Thì em trải qua thì 20 tình chính. Cái chính cuối cùng nè, bao lâu rồi? Cái cuối cùng thì cách đây cũng được 4 năm rồi. Quen được 8 tháng. Bạn nữ ấy là lớn hơn em 2 tuổi. Là gia đình bạn nữ là mong là cưới hỏi là em ra mắt bên nhà nữ rồi. Rồi tối hôm đó thì em mời bạn nữ vào ra mắt cha mẹ em. Mẹ em thì đồng ý, nhưng mà ba em thì chưa đồng ý. Tại sao? Tại hồi đó em mới 25 tuổi. Em còn trẻ. Chưa đồng ý là tại em còn trẻ chứ không phải là chưa đồng ý cô đó. Dạ. Từ đồng rồi cô ấy buồn rồi cô ấy từ tránh em luôn. Từ nãy tránh. Còn em? Dạ, về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, sao bữa nay chương trình nhiều cô gái trẻ đẹp mà ê sao ế vậy, lý do? Tại do công việc á. Công việc của em thì làm đầu bếp như chị biết rồi đó. Em chiếm khá nhiều thời gian cho công việc mà em cũng ham làm nữa. Với lại trong môi trường làm việc thì nó cũng ít bạn nam, mà hầu như nếu có thì cũng là có gia đình hết rồi. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì cao hơn em, cao tầm 1m63 đổ lên. 1m63 đổ lên. Mập mạp một chút thì càng tốt, tại vì em ốm. Có cái gì không thích không? Dạ, em không có thích nhậu nhẹt. Bên đây không có nhậu nhẹt, chỉ có hút thuốc thôi. Không thích bạn nam mà gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ, em có hơi chút nóng tính nhưng không có gia trưởng. Nóng tính chứ không có gia trưởng. Vậy gọn gàng sạch sẽ. Rồi, còn em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, thì em mong muốn á là kiếm một người bạn gái hơi khỏe mạnh một chút. Hơi ú một chút. Hơi ú một chút. Hơi uống một chút. Hơi uống một chút. Để khi mà mình về nuôi hơn. À, không uống có được không anh? Rồi hai người lo cho nhau, cho ao nhau ăn, cứ nấu đồ ăn cho nhau ăn riết thì ú thôi. Nhưng mà em có mạnh khỏe không? Sao thấy em bên đây thích bạn trai phải? Một năm không bệnh một lần. Không, năm bệnh một lần. Không bệnh trước một đây lần em làm gì? Dạ trước đây thì em làm nhiều. Em đi bộ đội 2 năm về trước đó. À. Rồi mới đi học dưới Cần Thơ là học giáo dục. Học gì? Học sư phạm thể chất. Sư phạm thể chất. Giáo viên dạy thể dục thể thao á. Vậy cái tướng này thể dục thể thao đấy hả? Chạy khỏe lắm ạ. Rồi rồi vậy chứ ghê gớm lắm nha. Mấy thằng to nè em hết mà. Mấy thằng to là né hết. Bảo vệ em được đó. Dạ. Thôi bây giờ vậy, chị sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn trực tiếp nhìn nhau, trò chuyện với nhau cho nó dễ. Xin mời chúng ta hãy bắt đầu chiêm ngưỡng dung nhan của nhau. Tèn 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 tèn. Hôm nay á, nói trong lúc đi làm đêm về 12 tiếng là đi về rồi quên hết, quên cả ăn sáng luôn, rồi bối rối quá, rồi quên cả ngủ to ở nhà, rồi quên cả blog của anh viết luôn. Thế nên là không có quên anh thôi, nhưng mà quên anh thì chết tối mất. Tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhá, dễ thương quá. Rồi bây giờ mình thấy mặt nhau rồi ha, em cảm nhận như thế nào? Có giống nãy gì nãy giờ em tiên đoán không? Giống được bao nhiêu phần trăm? Chắc có khoảng 60%. Em nghĩ là anh ấy sẽ mập mạp hơn.
chị đã nói rồi rồi mà, nhưng dạ. mà khỏe lắm á, đặc công dạ. lính bộ đội đó. Dạ, em thấy anh ấy cũng khá là hiền. Rồi bên đây, cảm nhận trúng những gì mình tưởng tượng nãy giờ không? Trúng được nhiều phần trăm? Em nghe là nói hơi ú, mình còn ú. Mà vậy có ú không? Dạ, em bác chạy được. À, vậy là vậy vừa đó phải không? Dạ. Bây giờ thì nhà hàng sẽ mời các bạn lựa chọn những món ăn thật là ngon. Xin mời hai bạn chọn món ăn. Đây là những món cơm cà ri rất là ngon theo kiểu Nhật Bản. Em thích cà ri nấm. Cà ri nấm. Rồi, bạn gái. Em cũng thích cà ri nấm. Ôi trời ơi. Rồi đây, một sự trùng hợp nữa. Hai cà ri nấm. Rồi, tiếp tục trong thời gian chờ đợi đồ ăn này mình sẽ tiếp tục trò chuyện về tình yêu đi, hôn nhân đi. Bản thân em á, thì em lên chương trình này em đã xác định là kết hôn hay chưa? Hay là phải đợi 2-3 năm nữa? Dạ, em nghĩ là thời gian kết hôn thì không quan trọng. Quan trọng là khi chúng ta mà tìm hiểu đủ lớn, tìm hiểu nhau kỹ càng rồi thì em có thể tiến tới hôn nhân được. Tại vì anh cũng tìm hiểu được nhiều mối tình rồi. Dạ. Nhưng mà khi mình đặt vấn đề á, là cưới xính á, thì người ta lại không có mong muốn điều đó. Dạ, vậy là anh muốn kết hôn luôn ạ? À, vì năm nay là anh nghe em mùa đông năm nay là lắm. Dạ. Khi bạn gái mình buồn thì em làm gì để cho bạn gái mình vui? Đã thương rồi á thì em làm cái gì cũng thấy nó vui cả. Nhưng mà lúc em làm gì đó cho người ta giận thì làm sao mình để mình làm cho người ta ngu giận? Làm sao để người ta... Em hay kể những câu chuyện nó làm với đi những cái mâu thuẫn đó, hay là em làm những cái gương mặt mà nó xấu xí đi. Em đi làm đêm về rồi bây giờ nguyên ngày này không có ngủ này, lên đây hơi rối bối rối thì cái mặt em giờ giống đưa ơi rồi. Đâu em làm sao xấu xí cho cô ấy cười nữa. Anh làm thử cho em coi. Rồi, chàng trai này khá thú vị đó. Bây giờ Tường mời hai bạn chúng ta sẽ thưởng thức một bữa ăn rất là ngon miệng tại nhà hàng, và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau ha. Chị Tường sẽ né ra ngoài để cho các bạn trò chuyện cho tự nhiên, nhưng mà ít phút thôi nha. Cảm nhận đồ ăn có ngon hay không, trò chuyện với nhau và chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Rồi, nấm. Nấm thơm quá. Xin mời hai bạn. Mình đã ăn món ăn của Nhật Bản mà cà ri, cơm cà ri được lần nào chưa? Ăn dạ. đi, ăn đi em, ăn tự nhiên, tự em nhiên. Em chưa. Chưa thì ăn thử đi, xem món ăn này coi như thế nào. Dạ. Sao, mùi vị sao em? Đầu bếp chính. Em thấy khó lắm, ngon. Vị rất là đậm đà. Đậm đà, dạ. Đây. Ăn miếng thử miếng rồi. Trời ơi, ông ăn nhỏ nhẹ quá, ăn như phụ nữ vậy, ăn mạnh bạo lên. Nó mềm mịn nè, mềm mịn, rất là ngon. Chúc hai bạn có một bữa ăn thật là ngon miệng và tâm sự với nhau, tìm hiểu nhau đi. Rồi chúng ta có quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Anh thấy không gian ở đây như thế nào ạ? Hồi ở ngoài kia nó lạnh lắm, mà vào đây thì nó ấm áp hơn nhiều. Dạ. Anh cảm nhận mùi vị nó như thế nào ạ? Anh là chuyên về nấu về những món Huế. Những món này thiệt là lạ miệng. Dạ, em có nấu cà ri về, nhưng mà cà ri theo hướng mà cổ Việt đó. Còn cà ri Nhật thì em chưa được thưởng thức. Mà khi mình bỏ vào miệng nó mềm mịn nhỉ? Dạ, đúng rồi. Anh có ăn được trứng vịt lộn không ạ? Trứng vịt lộn thì hồi nào mẹ cũng đi chợ mua về hết á. Nhưng mà ăn một cái là ngán rồi, không có ăn được nhiều. Và em thì em không ăn được trứng vịt lộn. Ôi, dạ. Vậy là hợp lý với ăn luôn rồi. Vậy là sau này em không ăn, anh cũng sẽ không ăn ạ? Mà em ăn được hải sản không? Dạ, em cũng không ăn được hải sản luôn. Em là đầu bếp nhưng có rất nhiều thứ em không ăn được. Anh không ăn được hải sản luôn. Dạ. Ngon không? Cơm ngon không? Dạ ngon lắm chị ơi. Bây giờ sau khi nãy chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt rồi, mình có thay đổi cái quan điểm gì không? Ví dụ như là bây giờ là hẹn hò nè, một ngày, một tuần được mấy lần? Dạ một tuần thì anh có thể xuống chỗ em được mấy lần ạ? Một tuần em cứ giấc mơ giống như anh đi cả ngày đi. Dạ. Mà buổi tối thì em rảnh, em gọi anh tới. Dạ. Còn mà anh đi cả đêm là ban ngày anh ngủ mất rồi, thì có chủ nhật anh rảnh thôi. Dạ. Đó, em gọi hôm chủ nhật lên gọi giờ nào anh cũng không mặc. Dạ, cảm ơn anh. Có nhiều trò vặt giúp bạn gái cười vui. Em có tài lẻ gì nữa không? Tài lẻ thì em cũng có gì nhiều lắm. Nhưng bản thân em thì em có những cái tự vệ của bản thân riêng. Ví dụ? Hồi trước em đi bộ đội ra thì bản thân em thì nó có những cái kỹ năng cơ bản rồi. Em học về chuyên về cái nhị khúc. Nhị khúc? Dạ. Vậy đó hả? Diêu. Thôi vậy cũng được rồi. Bây giờ vô cái chuyện tình cảm để trước khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Thì bây giờ nè, giây phút quan trọng nè, cái nút bấm này rất là thiêng liêng nha. Bấm nút, chị Tường nhắc lại là để hẹn hò,
tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để mà chỉ kết bạn, nói chuyện vu vơ, chơi vui là không phải. Rất nhiều người theo dõi chúng ta. Vậy bây giờ trước khi đến cái thời khắc quan trọng này, hai bạn có cùng muốn nói điều gì với nhau nữa hay không? Mỗi người một câu nữa thôi rồi chúng ta quyết định. Bây giờ thì anh và em gặp đây thì cũng là cái duyên rồi, thì chỉ cần có một cái cơ hội mình tạo cho nhau nữa thôi. Thì em có đồng ý hai đó mình lại đây ăn thêm một lần nữa không? Cái đó trả lời một chút xíu, bấm nút và trả lời, nói cảm xúc của mình chứ không có hỏi người ta. Dạ, cảm xúc của em lúc đầu gặp bạn nữ ấy, thấy bạn nữ cười em rất dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Giọng nói cũng dễ thương đó, mà thấy có thịt có da là thích rồi. Còn em? Dạ, em cảm thấy anh ấy rất là hài hước, rất là chân thành. Em nghĩ là đây là một người mà em có thể tin tưởng được. Em có một món quà tinh thần gì tặng cho bạn ấy không? Nãy giờ nghe toàn võ thuật côn kiếp không thấy. Anh có thể hát tặng em một bài đúng được không rồi. Anh? Rồi hát đi em. Đây à. Và hôm nay ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em? Phải làm sao cho... Cho gì? Bị đẹp rồi. À hết, thôi em. Hết bực. Dạ vâng, vậy thì em cũng xin hát lại một đoạn thôi ạ. Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi anh à, anh hãy ở đó cầm hoa. Em sẽ lao đến anh như một cơn gió. Nếu tình yêu là mỗi giọt mưa, em sẽ gửi anh cả mưa rào. Nếu tình yêu chỉ là một người, thì em sẽ gửi em cho anh. Cảm ơn ạ. Hát rồi, tỏ tình rồi, trò chuyện rồi, ăn với nhau một bữa ăn vui vẻ rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Và như chị Tường chia sẻ, cái nút bấm này rất quan trọng. Bấm bằng trái tim của mình. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, yêu thương nhau, chăm sóc nhau để tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút rồi thôi. Không thích, không bấm, không vì bất cứ một lý do gì cả. Nhắm mắt lại, cảm nhận lại giây phút chúng ta trò chuyện từ nãy đến giờ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm không? Em có bấm không? Bấm mà sao nó chưa vô? Người ta bấm vô, em bấm không vô. Bấm nhẹ quá. Học võ, học đồ, đặc công, bộ đội mà bấm nhẹ quá. Tại cái nghi nó nhạy cảm với trái tim của mình vậy đó. Rồi xin mời hai bạn. Và bây giờ hãy tặng cô ấy một nụ hôn đầu tiên. Rồi anh xin phép. Em cảm nhận như thế nào? Dạ, em nghĩ cái anh run lắm. Run lắm, không run chứ. Có tình cảm, có cảm xúc thì mình mới run. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay đã có hai cặp đôi. Họ đều đồng ý hẹn hò với nhau. Và hy vọng là tin vui cũng sẽ sớm báo cho chúng tôi. Và quý vị cũng hãy cứ mạnh dạn đăng ký.